Xin chào tất cả các em. Hôm nay cô lại đến với các em trong cái phần hướng dẫn giải chi tiết các bài tập trong sách giáo khoa toán lớp 4 ở trang 108. Đây là bài tập trong cái phần bài phân số và phép chia số tự nhiên. Mời các em cùng với cô để chúng ta tiến hành làm cái phần này nhé. Cô sẽ giải rất là chi tiết để cho các em có thể hiểu được này. Bài 1 của chúng ta: viết thương của mỗi phép chia sau dưới dạng phân số. Trong phần lý thuyết thì mình đã được học rồi. Đây, ví dụ ở đây 8 chia 4 thì chúng ta sẽ chuyển nó dưới dạng phân số, mà tử thì chính là 8. Đây chính là số bị chia. Còn 4 là chuyển về mẫu số, được gọi là số chia. Vậy 8 mà chia cho 4 thì sẽ viết thành 8/4, giống như các em thấy ở đây. Vậy thì bây giờ bài 1 mình cũng làm tương tự như thế thôi. Bài 1 chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, đó là 7 chia cho 9. Thì cô cũng viết lại nó dưới dạng phân số, đó là 7 thì viết trên tử, 9 thì viết dưới mẫu. Vậy nó thành 7/9 giống như ở đây. Tương tự như vậy, 5 chia cho 8. 5 chia cho 8 thì 5 sẽ được viết lên trên tử, và 8 thì sẽ được viết xuống dưới mẫu. Vậy mình sẽ được là 5/8. Tiếp tục chúng ta sẽ có 6 chia cho 19. Thì mình sẽ viết nó dưới dạng phân số là 6 thì mình viết lên trên tử, vậy đây là 6. 19 mình viết xuống dưới mẫu, vậy là 6/19. Và còn một con cuối cùng, đó là 1 chia cho 3, thì mình sẽ viết nó thành 1/3. Rồi, vậy mình đã giải quyết xong bài tập số 1 rồi em nhé. Bây giờ mình cũng sẽ đến với cái bài tập số 2. Bài tập số 2 của chúng ta đó là viết theo mẫu. Mẫu của chúng ta là 24 chia 8 thì sẽ được viết dưới dạng phân số, đó là 24 thì nằm ở trên tử, 8 thì nằm dưới mẫu. Nhưng mình thấy là 24 mà chia cho 8 thì nó chính là bằng 3. Vậy mình sẽ làm theo mẫu nhé. Chúng ta sẽ có 36 chia cho 9. 36 chia cho 9. 36 chia cho 9 thì mình sẽ viết nó dưới dạng phân số là 36 thì nằm trên tử, 9 thì nằm dưới mẫu. Mà 36 chia cho 9 thì lại chính là bằng 4, nên chúng ta sẽ viết nó dưới dạng giống như các em thấy ở đây. Thứ hai đó là 88 chia cho 11. 88 chia 11 thì 88 sẽ được viết ở trên tử, 11 sẽ được viết dưới mẫu. Mà 88 chia cho 11 thì lại bằng 8. Vậy mình viết được nó dưới dạng thứ hai giống như các em thấy ở đây. Chúng ta sẽ đến với số tiếp theo, đó là 0 chia cho 5. 0 chia cho 5 thì sẽ bằng 0 thì viết trên tử, 5 thì viết dưới mẫu. Mà 0 chia cho 5 thì chính là bằng 0. Còn số cuối cùng của chúng ta đó chính là 7 chia cho 7 bằng 7 viết trên tử, 7 viết dưới mẫu. 7 chia cho 7 thì bằng 1. Vậy chúng ta viết lại nó dưới dạng giống như các em thấy ở đây. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài tập số 3 các em nhé. Bài 3 đến với bài tập cuối cùng trong phần này, đó là viết mỗi số tự nhiên dưới dạng một phân số có mẫu số bằng 1 theo mẫu. Vậy thì số 9 sẽ được viết lại dưới dạng phân số là 9/1. Thế tương tự như thế, số 6 của chúng ta cũng viết nó dưới dạng phân số, đó chính là 6/1. Số 1 thì chúng ta viết nó dưới dạng phân số, đó là 1/1. Số 27 thì chúng ta viết nó dưới dạng phân số là 27/1. Và số 0 thì mình cũng viết nó dưới dạng là 0/1. Số 3 mình sẽ viết nó dưới dạng là 3/1 các em nhé. Rồi, vậy chúng ta đã hoàn thành xong cái phần A rồi. Chúng ta đã giải quyết xong bài tập mà người ta yêu cầu. Và trong đây người ta có một cái nhận xét, đó là mọi số tự nhiên thì có thể viết thành một phân số có tử số là số tự nhiên đó và mẫu số bằng 1. Đấy, giống như là chúng ta vừa cùng nhau làm ở đây. Cảm ơn tất cả các em đã theo dõi cái video của cô. Các em nhớ ấn đăng ký kênh của cô để theo dõi được các clip tiếp theo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.